Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách trồng hồ điệp bằng cái chậu này mọi người, bằng chậu đất nung nè, chậu sứ đây này các bạn này. Trồng như thế này thì khi mình để bàn trưng rất là đẹp, các bạn thấy không? Lá rất là bóng. Mình để bàn mình trưng bàn mà có độ thoáng, có đủ ánh sáng, không có bị nóng quá, không nóng quá 30 độ C nha các bạn. Đó, và bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà mình trồng cái chậu hồ điệp như vậy. Thì sử dụng cái chậu này này, ở dưới này nó chỉ có một lỗ để thoát nước thôi, cho nên là mình ở dưới cùng mình sẽ bỏ bằng mút xốp, mình bỏ bằng xốp khoảng 2/3 luôn. Và giá thể hôm nay mình dùng bằng đá bọt nha, mình sử dụng bằng đá bọt đó, nó rất là thoáng luôn. Và cái xốp này thì vô hại, không có ảnh hưởng gì hết mà rất là tốt luôn á, không có bị nhiễm khuẩn, không có bị nấm mốc, rất là tốt, rất là thoáng và rất là tốt. Mình trồng những chậu như thế này thường là mình sử dụng làm tới 1/3 là toàn bằng xốp này cơ mà các bạn ạ. Tưới nước có thoát nước rất là nhanh và nước đọng thì không bị nấm mốc. Đó là còn có tác dụng nữa là rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Và tiếp theo đó là mình sẽ bỏ đá bọt xuống dưới nha các bạn. Đá bọt này á là thoát nước tốt mà lại cũng giữ ẩm tốt các bạn, cho nên rất thích hợp để sử dụng khi mình, các bạn nếu mà xài cái này thì mình khuyên các bạn không nên dùng, chứ không nên, mình nên không nên sử dụng bằng vỏ thông. Vì nếu mà vỏ thông á là khi tưới nước nhiều hoặc là chậu mà bí quá là hay bị nấm trắng, nấm mốc, mà nấm mốc thì không có tốt cho rễ lan, cho rễ lan của chúng ta phát triển không được. Đó. Rồi, và đây là chậu, đây là cây hồ điệp của mình. Hôm nay mình sẽ trồng lại các bạn. Thấy lá nó rất là bóng. Cái lá nó bóng này là mình đã có video chia sẻ cách đánh bóng lá này nha, làm bóng lá, mượt lá, rất là đẹp luôn á. Rồi mình đặt cái hồ điệp vô và mình bắt đầu cố định nó. Mình bắt đầu cố định nó, những cái rễ ở ngoài thì cho nó vào trong hết, cho nhẹ nhàng thôi. Bỏ giá thể cũng nhẹ nhàng thôi, vì đã bọt thì bỏ nhạy, mạnh quá nó sẽ sợ nó bị trầy mấy cái rễ non đó, mấy cái đầu rễ non á. Trồng cách này thì rất là hay luôn, mình trưng trên bàn nó rất là sạch sẽ, đá bọt thì rất là sạch sẽ, không bị nấm mốc này, không bị nhiễm khuẩn. Mình cố định vào những cái rễ của nó cho nó chắc, chắc để cây nó đứng vững thì gió nó có lung lay. Mình trưng trên bàn thì nó cũng, nơi cũng phải có gió, có thoáng nha. Bàn làm việc của các bạn cũng được, nhưng để gần cửa sổ, để gần bàn làm việc có chỗ gần cửa sổ thì cũng rất là hay. Có cái cây xanh thì nó cũng rất là tốt, tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên, mà lúc nó có hoa ngắm cũng rất là hay. Trồng kiểu này thì lúc mình muốn tưới phân, mình kích hoa thì vẫn bình thường, tưới phân kích hoa bình thường thôi, không có gì là khác cả. Rồi bây giờ thì mình cho một ít rêu, một ít thôi, một lớp rêu mỏng thôi ở giữa để tạo độ ẩm, tại vì đá bọt với lại xốp thì nó chưa có, nó khô quá. Mình cho một lớp mỏng vậy thôi, xung quanh thôi, gần gốc thôi, để tạo độ ẩm cho cây. Sau đó mình lại cho tiếp đá bọt lên.
Lớp đá bọt này có thể mình lấy đá bọt nhỏ hơn một xíu. Lớp kia thật là mỏng nhé, đừng có dày quá nó sẽ bị úng rễ đấy. Khi mình tưới nước vào thì nó sẽ bị úng. Lớp rất là mỏng vậy thôi. Trồng kiểu này á, khi hoa nó ra nó rất là bền mọi người. Mình trưng trên bàn á, và mình không tưới nước vào hoa đâu. Kiểu này thì mình chỉ tưới gốc thôi mà. Lâu lâu mình mới đem ra ngoài trời mình ấy thôi, còn bình thường thì mình tưới gốc thôi. Ví dụ như thế là cái chậu này nó bí mà, 2 ngày mình mới tưới một lần cũng được. Hoặc mình tưới vào buổi sáng thì ngày nào mình cũng tưới thì tưới buổi sáng. Mình lấy cái bình xịt nước á, mình xịt vào rồi, không thì mình cứ bê ra ngoài mình xịt một tí cũng được, xong mình lại bê vào mình chưng. Hoặc là mình cũng trồng như thế này mà mình vẫn để ngoài vườn cũng được. Bữa trước mình cũng trồng như cách này, mình vẫn để ngoài vườn cũng được, cũng không sao hết, rất là tốt luôn. Mình cho một lớp đá nhỏ hơn ở trên nè, trước tiên là một lớp xốp ở dưới, sau đó một lớp đá bọt to, kế một lớp đá bọt to là một lớp rêu. Cái rêu này là mình mua ở cái hồ điệp này này, xong rồi về á mình ngâm với bencona, mình gỡ cái bầu nó ra thì mình nó còn lại những cái rêu này này, mình ngâm với bencona. Sau đó mình rửa cho thật sạch lại, xong mình phơi khô đi, mình để mình xài dần. Đó. Rồi trên này mình trang trí một vài cái rêu cho nó, lúc mình tưới cho nó có độ ẩm thôi, một vài cái thôi, nói chung là rất là mỏng thôi, một lớp rất là mỏng thôi, để nó giữ ẩm á. 2 ngày mình mới tưới một lần cũng được, còn sau khi bây giờ sau khi trồng xong đó là hôm nay mình sẽ không tưới nha. Ngày mai mình sẽ tưới cái rễ cho nó, để sau 24 giờ mình mới tưới nha. Tưới cái rễ thì mình có thể tưới hồng nguyễn cũng được. Hồng nguyễn thì pha cây mới trồng thì pha 15 giọt hồng nguyễn nha, 15 giọt hồng nguyễn 1 lít nước. Bây giờ mình đã trồng xong rồi đó, mình đã có một chậu hồ điệp trưng bàn rất là đẹp đó. Cây rất là cứng cáp nha. Đó, lung lay không có lung lay luôn. Bộ lá thì đã xử lý rất là đẹp luôn. Bộ lá xanh rất là đẹp. Tưới cái rễ thì trước khi tưới cái rễ thì mình sẽ xả sơ qua nước để cho nước ráo. Khoảng 15 đến 20 phút sau mình sẽ tưới phân kích rễ. Tưới phân kích rễ thì 3 tiếng sau thì mình nên xả lại. Mình xả lại để cho phân nó hết cái lượng phân còn đọng lại ở trong cây hồ điệp đi, để cho nó phát triển được tốt nhất. Cái lượng phân mà còn đọng lại nhiều quá cũng sẽ không tốt. Rồi bây giờ mình đã trồng xong nha, mời mọi người xem này, ở trong cái chậu của nó này, rải một lớp rêu mỏng, thật mỏng thôi nha. Cây thì rất là cứng cáp, lá thì sẽ rất là đẹp. Mình đã xử lý lá rồi, mình có video xử lý lá rồi đó. Mọi người thấy cái lá nó rất là bóng không? Xanh bóng mượt và rất là đẹp luôn. Bây giờ mình có thể trưng được rồi. Ngày mai mình sẽ bắt đầu tưới kích rễ. Khi mình tưới kích rễ thì cái này rồi mình trồng theo cách này thì rất là thoáng, nhưng cây sẽ không bị úng rễ nha mọi người. Không bị úng rễ, không bị giữ nước đâu. Mặc dù cái chậu nó chỉ có một lỗ thoát nước ở dưới thôi. Bên đây của mình cũng vậy nè. Hoa này đã được 5 tháng rồi nha, hoa mình chơi trong Tết á. Bây giờ nó đã đang bắt đầu ra hoa tiếp ở những cái nó đẩy hoa ra đó, tiểu hồ điệp mà. Tiểu hồ điệp mà mình chăm sóc lá nó rất là to luôn á. Chậu mình đã làm thêm tiểu cảnh những cái bông mà rất là dễ thương, những cái cây này này. Mai mốt bên đây mình cũng trồng thêm mấy cái cây đó vô cho nó đẹp. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video
hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.